Thì phải khi cầm lái chiếc xe này thì các bạn mới cảm nhận được rõ ràng là tại sao nó lại được rất nhiều các VIP, được rất nhiều những người có quyền lực không chỉ ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới ưa thích. Ở đâu không có con đường thì ở đó có Land Cruiser. Một câu nói rất kinh điển khi nhắc tới mẫu SUV rất chứ danh của Nhật Bản. Và tất nhiên là không phải bỗng nhiên mà nó lại có được cái biệt danh và một cái câu nói nó kinh điển như vậy. Toyota Land Cruiser thì được ra mắt từ những năm 1951 và đến nay, năm 2022, nó đã trải qua khoảng 71 năm lịch sử. Và chắc hẳn sẽ có nhiều người đặt câu hỏi là tại sao Land Cruiser nó lại được nhiều người, nói đúng hơn là được nhiều VIP tại Việt Nam ưa chuộng đến như vậy. Bản thân mình cũng đặt câu hỏi đó cách đây một thời gian. Và phải cầm lái nó thì mình mới hiểu là không phải bỗng nhiên mà nó lại đạt được những cái thành tích đến như vậy. Trải qua suốt những chiều dài lịch sử 71 năm thì Land Cruiser nó không chỉ nổi tiếng ở tại Việt Nam, nó không chỉ rất là gọi là được nhiều người biết đến ở Việt Nam mà ngay ở trên thế giới, ở những cái thị trường khó tính ở Mỹ, ở Trung Đông, ở Châu Phi. Land Cruiser nó vẫn là một biểu tượng cho cái khả năng vận hành bền bỉ và gọi là uy lực. Và có ít người biết rằng Land Cruiser ban đầu không phải được sinh ra để làm một chiếc xe phục vụ mục đích dân dụng, mà ban đầu nó được sinh ra để sử dụng trong nhà binh, mục đích là quân sự, với tên gọi là Toyota Jeep BG, do Nhật Bản phát triển để phục vụ trong những cái mục đích quân sự. Và sau đó nó được đổi tên thành Land Cruiser sau những cái tranh chấp về mặt bản quyền thương hiệu đối với cả thương hiệu Jeep của Mỹ. Và ở Land Cruiser ấy, trải qua 70 năm lịch sử, 71 năm lịch sử thì mẫu xe này nó đã có mặt trên hầu hết những cái địa hình, những cái thị trường khó tính. Và ở tại Trung Đông chắc anh em cũng đã xem rất nhiều những hình ảnh các đại gia ở đây, các đại gia dầu mỏ sử dụng chiếc xe này để đi trên những cái địa hình sa mạc, những địa hình và gọi là vô cùng khắc nghiệt trên thế giới, và nó vẫn hoàn thành được cái nhiệm vụ mà chủ nhân đề ra và được đặt thêm cái biệt danh gọi là Never Die, Toyota Never Die trên mẫu xe này. Chiếc xe bọn mình đang cầm lái ở đây là Land Cruiser 200 Series đời 2015, một chiếc xe sử dụng động cơ V8 5.7 lít với công suất cho ra khoảng 380 mã, hơn 380 mã và 570 Nm mô men xoắn. Thì phải khi cầm lái chiếc xe này thì các bạn mới cảm nhận được rõ ràng là tại sao nó lại được rất nhiều các VIP, được rất nhiều những người có quyền lực không chỉ ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới ưa thích. Đầu tiên, chúng ta có một chiếc xe mà phải nói là tuy mang logo Toyota nhưng nó chẳng giống một cái mẫu xe nào của Toyota về khả năng vận hành cả. Về động cơ thì chúng ta có một khối động cơ to, mạnh mẽ, vận hành thì phải nói là uy lực, các bạn đạp đến đâu là biết đến đấy. Về tư thế ngồi cũng như vậy, khi các bạn đi chiếc xe này thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự thoải mái về mặt tư thế ngồi. Đầu tiên là nó rộng, thứ hai là về tư thế ngồi nó đứng, nó thẳng, rất là thoải mái. Tầm quan sát thì rất tốt. Khi các bạn ngồi ở đây thì các bạn sẽ thấy được cái tư thế ngồi của mình nó cao hơn hẳn so với cả những phương tiện khác trên đường. Và để đi chiếc xe này ở trên đường trường thì phải nói là nó vô cùng xứng đáng. Về cách âm cũng như vậy mà thôi. Nó xử lý những cái âm thanh từ bề mặt đường, về những cái tiếng ồn môi trường từ động cơ khoang máy rất tốt. Bản thân chiếc xe này thì đã chạy qua 6 năm rồi, chiếc xe của mình đang lái ở đây. Nhưng mà khi ngồi lên nó, cầm lái nó thì nó còn mượt lắm, nó còn rất mượt. Hệ thống treo êm này, đi qua những cái địa hình bấp mô, nó chỉ là một chút chút những cái dao động nó tác động vào người chúng ta thôi. Về cảm giác lái thì quả thực mà nói chưa bao giờ đây là thế mạnh của Toyota. Nhưng mà mình tin là với những người họ sử dụng mẫu xe này thì chắc có khoảng chỉ khoảng 40%, 3-40% là chủ nhân tự cầm lái thôi. Còn đâu đa phần chắc nó vẫn có thể là ngồi sau hết thôi. Nên là cảm giác lái thì nó không phải là yếu tố đặt nặng của Land Cruiser. Nhưng mà nói như vậy thì cũng không có nghĩa là mẫu xe này lái nó tệ. Chúng ta vẫn sẽ có một cái xe với cái động cơ bốc, khỏe, vô lăng thì nặng. Nhưng mà vào cua thì cũng chắc, nói chung là ổn định. Và mang tiếng là một chiếc xe gầm cao với khoảng sáng gầm cũng tương đối lớn đấy, nhưng mà khi các bạn vào cua ở giải và tốc độ cao với chiếc xe này thì các bạn cũng sẽ không có cái cảm giác nó bị bồng bềnh hoặc là bị cảm giác là hơi mất an toàn đâu. Với chiếc xe này
nó nặng đâu đó khoảng hơn 2 tấn, 2 tấn rưỡi. Chính vì vậy khi các bạn vào cua ở tốc độ cao ấy thì nó vẫn chắc chắn, nó không đem đến chúng ta cái cảm giác bị mất yên tâm. Đó chính là lý do mà được rất nhiều các VIP, những ông chủ sử dụng chiếc xe này. Về trang bị thì ở trên Toyota Land Cruiser nó cũng chẳng có gì nhiều ngoài một số những cái rất cơ bản thôi, ví dụ điều hòa tự động, có một số những tính năng an toàn, ví dụ ABS hay là khóa V-Sign các thứ thôi. Giải trí thì có loa JBL, màn hình này thì cũng độ thêm. Trên vô lăng thì cũng chẳng có nút bấm gì ngoài điều chỉnh âm lượng, có cruise control ở phía sau, hết, không có gì nhiều. Và trên phiên bản mới 300 series thì mình nhớ đâu đó nó cũng có Toyota Safety Sense, nhiều nâng cấp hơn, đáng quan tâm hơn. Còn ở trên mẫu xe này thì yến phanh thì cũng là phanh cơ thôi. Tất cả các nút bấm thì bằng nhựa hết, cũng không có gì quá nổi bật. Và ở trên Land Cruiser động cơ 5.7 này thì nó cũng sử dụng chung nền tảng, sử dụng chung động cơ với cả chiếc Lexus LX 570. Thì cũng có thể hiểu đơn giản, chiếc Lexus LX 570 là một phiên bản sang hóa của chiếc Land Cruiser. Còn về cơ bản thì hai chiếc xe này cũng tương đồng rất nhiều thứ về mặt khung gầm, về mặt động cơ. Bản thân như chiếc Land Cruiser bọn mình đang lái ở đây đời 2015, tức là chạy qua 6 năm. Tại thời điểm mua mới thì nó có giá đâu đó khoảng 5-6 tỷ, 5-6 tỷ. Và bây giờ nó đang được chào bán trên thị trường xe cũ khoảng hơn 2,5 tỷ. Tức là với số tiền này, với những người mà bình thường nhá, những người mà có tiền, những người bình thường thôi, thì họ hoàn toàn có thể dùng số tiền này để mua những chiếc xe hạng sang. Ví dụ như Mercedes-Benz GLC 300 chẳng hạn, cùng với tầm tiền khoảng hơn 2 tỷ rưỡi. Nhưng mà với những chiếc xe như thế này thì phải nói là nó vẫn sẽ có những cái khách hàng riêng, những khách hàng mà họ không cần đến những yếu tố thương hiệu, hay nói đúng hơn là họ không muốn đi những chiếc xe có những thương hiệu hạng sang. Họ muốn có những cái trải nghiệm nó bền bỉ nhất, nó thoải mái nhất, nhưng phải là cái logo này, cái logo Toyota. Ngoài cái khả năng vận hành thì Toyota Land Cruiser nó còn rất nổi tiếng với cái mức độ bền bỉ của mình. Nếu anh em tìm hiểu thì có thể thấy được là ở những cái quốc gia chiến tranh, những quốc gia mà có điều kiện về khí hậu, về môi trường vô cùng khắc nghiệt ở châu Phi, ở Nam Mỹ, thì Land Cruiser nó được sử dụng rất nhiều, và các cái đơn vị phi chính phủ, những đơn vị y tế hoặc quân sự cũng sử dụng mẫu xe này rất nhiều. Và nó vô cùng bền, nó vô cùng bền luôn, từ động cơ cho đến chiếc xe hay là những cái trang bị của nó, vô cùng là bền. Chính vì vậy nó được rất nhiều người quan tâm. Đây cũng là một trong những cái lý do chính tạo nên cái sự thành công cho Land Cruiser. Cảm tốc này 5.7. Tất nhiên là với động cơ này chúng ta sẽ không có cái cảm giác là nó bứt tốc theo kiểu gọi là thể thao hay là nó phấn khích gì đâu. Nhưng mà phải nói là nó khỏe, nó luôn luôn tạo chúng ta được một cái cảm giác là chiếc xe nó còn rất nhiều sức mạnh để có thể vút đi. Và đi trên đường trường thì khỏi phải bàn về chiếc xe này luôn. Hệ thống treo thì mềm, êm, thanh âm tốt, động cơ khỏe. Nhưng mà chỉ có một cái nhược điểm rất lớn mà quan điểm cá nhân mình thôi nhá, cái nhược điểm lớn theo mình, đó chính là về mức độ tiêu hao nhiên liệu. Nhưng mà tất nhiên đó chỉ là quan điểm cá nhân mình thôi, và nhưng mà mình tin rằng đối với những người sử dụng chiếc xe này, những chủ nhân của nó sẽ không quan tâm đến câu chuyện về nhiên liệu đâu. Động cơ V8 5.7 cơ mà. Cái chuyện mà nó ăn uống nó tốn kém một chút thì cũng là một điều nó hiển nhiên thôi. Vậy chung quy lại thì ở trên Toyota Land Cruiser, tại sao nó lại bán chạy? Thứ nhất, chúng ta có một chiếc xe với thương hiệu của Toyota, giữ giá bền bỉ vô cùng. Thứ hai là một chiếc xe có khả năng vận hành, phải nói là nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc xe Toyota mà chúng ta vẫn thường biết. Nó ở một cái đẳng cấp nó khác hơn hẳn. Với những người mà họ không thích thương hiệu Toyota, nhưng mà khi ngồi lên chiếc xe này thì mình tin rằng họ cũng sẽ phải có một cái nhìn khác hơn về cái khả năng vận hành của mẫu xe này, đặc biệt là khi anh em ngồi trên nó ở hàng ghế thứ hai hoặc hàng ghế bên cạnh. Còn người lái thì mỗi người sẽ có mỗi quan điểm. Và cái thứ ba đó là một chiếc xe bệ vệ từ phần kích thước, phần thiết kế cho đến ngoại hình. Còn đi kèm với đó thì nhược điểm đi, thì trên mẫu xe này với mình thì nó ít trang bị, trên phiên bản 200 series này ít trang bị. Cái thứ hai là mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng ý sời,
Và thôi, đó là một điều mà mình nghĩ cũng phải thông cảm thôi. Động cơ V8 5.7 mà. Còn gì nữa nhỉ? Về thiết kế thì thôi, nó là gu của mỗi người. Có người thấy đẹp, có người thấy xấu. Còn mình thì mình thấy nó bề vệ. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu các bạn quan tâm chiếc xe này thì cũng thể ghé qua Hưng Nguyễn Auto, số 5A Đình Núp, nơi bọn mình mượn chiếc xe này để trực tiếp cầm lái nó và trải nghiệm. Mình là Hoàng Vũ, xin chào và hẹn gặp lại.